Và hello, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay chào mừng các bạn đã đến với đài truyền hình Tino Luộc của mình. Cái câu chào này khá quen quen phải không? À, cái này là mình bắt chước ông Chris. Thì cái vấn đề hôm nay mình nói đó là về cái việc mà chúng ta xuất hiện nhiều bạn hacker trẻ tuổi trong cái game P-Squam này. Một game gọi là khá là hot tính thời điểm hiện tại. Thì như các bạn có thể biết là cái top đầu tiên, cái người luôn giữ vững cái top đầu tiên đó chính là Estimation. Thì trong những 2 ngày trở lại đây thì xuất hiện vài bạn hacker đến từ Việt Nam, và những bạn ấy đã cướp cái xoáng cái ngôi vị trí top 1 của Mitten chứ. Mình cũng biết phát âm sao cho đúng nữa. Hiện tại thì đây là cái thời điểm hiện tại, là giống như là mình nghĩ là bên Mitten đã gửi cái báo cáo cho Onet rồi. Thì Onet là admin của cái game này, thì gỡ bỏ hết những bạn mà hack. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem những bạn ấy hack cái con số sẽ như thế nào. Khi mà mình đi vào cái vấn đề để nói về việc hack như thế này á, thì mình sẽ che tên những bạn hack. Đó là cái giống như là mình tôn trọng, mình vẫn còn tôn trọng với những bạn này, chứ không là mình cho tên, cho bill xấu cho thiên hạ biết luôn ấy. Mình nói thật về vấn đề này, bởi vì hack là một cái hành vi rất là xấu rồi. Bởi vì một cái gamer bình thường chơi chân chính, người ta không bao giờ hack. Chơi game ngay từ đầu, các bạn cố gắng ngay từ đầu, thì các bạn đến thời điểm hiện tại bây giờ thì các bạn đã có top rồi, chứ không phải mà dùng thủ thuật hack để mà lên top như thế. Thì đây nè, có một cái chiêu trò như thế này mà mình không biết, bởi vì mình đâu nằm trong cái top hack nên mình cũng không rõ là họ đã dùng như thế nào. Nhưng mà họ hack cái slot, mua những cái ô chống chống này nè. Đó, mua chống chống này là thành free. Nó các bạn cứ mua là nó sẽ, cái số lượng nó rất là cao, như có khi 50 hoặc là 60 tùy. Mình cũng không rõ về, nói chung là mình chưa chơi game này. Thì cái top đây là cái sự gọi là chuyển biến đột ngột. Bởi vì thường khi các bạn luôn thấy là Mitten luôn là vị trí top 1, bãi là chùm mà. Đó, thì bỗng một ngày đẹp trời ngày hôm qua, đúng rồi, ngày hôm qua hay là ngày hôm trước á, là một bạn, mình che tên rồi, đó, đứng top 1, là cái con số các bạn thấy không? Rất là xa với Mitten luôn. Mitten trong chỉ có 800 mấy thôi, nhưng mà bạn ấy đạt tới cả tỷ luôn. Gấp để coi, nếu mà cứ cho như là Mitten 1 tỷ đi, thì bạn ấy là gấp 8 lần, hơn 8 lần rồi đấy. Kinh khủng chưa? Thì sau đó thì mình nghĩ là Mitten hoặc là ai đó đã đi báo cáo và Onyx đã fix lại, và đương nhiên là cái top của Mitten trở lại như bình thường. Cô ấy vẫn top 1. Và sau đó nữa, kiểu giống như là theo có hội đồng hay sao, hết hội đồng hay sao ấy, đó là tiếp tục có hai bạn ở Việt Nam luôn. Chính xác là những bạn này toàn là Việt Nam hết. Đó, thì đẩy xa tít luôn, đẩy xa tít Mitten luôn và đẩy Mitten xuống top 3 luôn. Và cô ấy bày tỏ cái quan điểm bực bội của mình lên trên video luôn. Và những comment mà mình đọc được trong cái video đấy thì phần lớn là mọi người đều bức xúc về điều này. Đó. Và đương nhiên là cô ấy biết rõ là những hacker này đến từ đâu. Và cái bạn Jemon này nằm trong cái team Jemon, thì gọi là hiện tại là cái team này mình nghĩ là đang rigged, tại vì có một số bạn có rất là nhiều Dominate mà Việt Nam. Thì bạn này nằm trong list friend của May, cái bạn Jemon top 1 này nè. Và sau khi mà May nhìn được cái hình ảnh này là May liền vào cái danh sách bạn bè của mình và xóa bạn ấy một cách gọi là không nhân nhượng. Bởi vì mình rất là ghét hack, cho nên là việc mà trong cái danh sách của mình một bạn nào đó chơi bẩn như kiểu như thế này là mình cứ xóa sạch thôi. Thì nếu mà bạn có xem cái video này thì bạn cũng đã biết là lý do vì sao May unfriend. Và May nhớ rõ là bạn kết bạn được với May là nhờ chiến thắng event comment trên YouTube. Đó, thì như các bạn có thể thấy cái đỉnh điểm đây nè. Cái bạn mà top 2 Diamond đó thì đang là ở 2 tỷ đúng không? Và cái tham vọng của bạn ấy không dừng lại đó, và các bạn ấy hack lên 215 tỷ luôn, xa tít luôn. Và đương nhiên là vẫn yên bình như cái lúc nãy mình đã quay rồi, thì là Mitten vẫn lên cái
cấp 1. Đó, thì như các bạn có thể thấy là những cái dấu hiệu bất thường một bạn Việt Nam nào đó có một cái slot, một cái ô chứa ông á rất là nhiều luôn, mình luôn bởi vì cái giống như là cái bảng hách này nó luôn phát tán tùm lum hết trơn rồi. Đó, đây như các bạn có thể thấy ba bạn này đều là Việt Nam hết. Đó, nhìn cái slot đi. Ơi, và mình cũng không biết phải nói như thế nào về cái tình trạng này nữa. Bởi vì khi mà một cái game nào đó mà có bug hack thì đương nhiên là nó sẽ nát như cái thời huy hoàng của Mining Simulator. Và bây giờ thì cái game đó đã không còn gọi là mặn mà gì nữa. Với cái admin game này á thì khá là bình thản với cái việc này, bởi vì mod mod tức là một người quản lý server của Onyx á thì là cũng có bảo rằng á là anh ta không có gọi là những ai mà phát hiện được nghi vấn hack á thì chỉ đẩy ra khỏi bảng xếp hạng thôi chứ không có gọi là ban ra khỏi cái game. Mình cũng không hiểu cái mục đích của Onyx là gì nữa, thì và mình mong là sau khi cái video này được công khai lên rồi thì những bạn nào mà hack á, mình nghĩ các bạn nên kiểm điểm lại cái hành vi của mình đi. Bởi vì khi mà các bạn hack như thế này thì khi mà phát hiện được thì cũng bị đẩy ra khỏi bảng xếp hạng thôi, cũng chẳng làm được gì. Và mình nghĩ sẽ nó sẽ một ngày nào đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái tài khoản của các bạn. Và sau đây là những cái gọi là comment tiêu cực trong cái video mà cô Mithun nói về cái việc mà mình bị đẩy xuống top 3 do hai bạn hacker Việt Nam á. Đó thì đây là những cái comment gọi là bày tỏ sự phẫn nộ nè, sự ghét nè, và họ không hài lòng với cái việc mà hack như thế. Và đương nhiên là những người mà hack như thế này thì họ sẽ report, viết đơn gửi đến Roblox để mà có thể báo cáo về cái sự việc mà các bạn hack như thế này. Đó thì mình cũng không mong muốn là một ngày nào đó Roblox sẽ ban cái IP của Việt Nam. Khi mà ban như thế thì những bạn ở Việt Nam dùng cái đường dây mạng của Việt Nam sẽ không chơi được Roblox. Mình không muốn như vậy. Thì đây chỉ là cái phỏng đoán của mình thôi, nhưng mà cái tình trạng này cứ kéo dài từ game này, game hot này qua game hot khác như thế. Game nào cũng nát. Cái Roblox thời điểm như thế này nó rất là khác với cái hồi mà May mới chơi. May mới chơi cái lúc đó là khá là vui. Hồi mọi người chơi công bằng với nhau chứ không có kiểu mà chơi chiêu trò đuổi thuật như hiện như bây giờ. Một số bạn thì cũng lợi dụng những cái lỗi gì đó xong rồi đi buôn bán các thứ bla bla. Ok, thì mình nghĩ là video này mình kết thúc tại đây được rồi. Cảm ơn mọi người đã xem đến cuối video. Và mình mong là các bạn chơi sạch hơn, hay là những cái gamer chơi bằng chính sức của mình. Ok, bye bye mọi người.